250 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đến từ 38 địa phương trên cả nước đã trưng bày, giới thiệu hơn 460 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao tại triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu năm 2024 do Bộ Công Thương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng phối hợp tổ chức sự kiện này. Triển lãm nhằm góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP và mở ra định hướng cho các sản phẩm OCOP Việt Nam thâm nhập thị trường quốc tế. Triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu Việt Nam OCOP X là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế thông qua các cơ hội kết nối, trao đổi, hợp tác kinh doanh trực tiếp với các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và nhà nhập khẩu nước ngoài. Đồng thời, các chủ thể OCOP cũng có dịp trao đổi, tìm hiểu về những yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới và nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô sản xuất phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, cả nước có 14.085 sản phẩm OCOP, chủ yếu là sản phẩm OCOP 3 sao, còn sản phẩm OCOP 4 sao chiếm hơn 25%, sản phẩm OCOP 5 sao chỉ có 46 sản phẩm. Đối với sản phẩm OCOP xuất khẩu, ban tổ chức mong muốn sản phẩm được xuất khẩu tại chỗ, khách quốc tế có thể đến mua, tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại chỗ, xuất khẩu qua con đường xách tay, qua du lịch. Đây là hoạt động có quy mô toàn quốc, có tính chuyên sâu và tạo điểm nhấn, hướng tới sẽ là hoạt động thường niên của các bộ ngành để kết nối sản phẩm.